Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em Tùng lên cho anh em xem một cái máy mài. Máy mài này thì nó đứt hàng từ lâu và hôm nay nó về. Thì dòng này nó sản xuất tại Mexico và DSG 413. Cốt của nó là 115 nha anh em. Rồi, thì cốt lớn, gọi là cốt lớn. Hàng này là hàng nhập từ Mỹ về của hãng. Thì giá của nó là 2 triệu 8. Nó sản xuất tại Mexico 2022. Đây, sản xuất tại Mexico ha. Rồi, nó có bảo hành cho anh em là 3 năm. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng. Thì đã sở hữu một cái máy mài DSG chuẩn Mỹ 413. Nó là chuẩn Mỹ nha. Còn mấy cái hàng kia thì nó China. Còn cái này nó chuẩn Mỹ. Rồi em Tùng khui ra một em đỡ gửi đến anh em xem cái máy mài DSG 413. 413 nó chuẩn Mỹ. Nó 20V hở không chở than. Rồi đây anh em ạ, nhờ anh em like giúp em Tùng một like ha. 2 triệu 8 cái body. Mình sẽ lấy hết ra ha. Nó là thuộc dòng cò bóp nha anh em. DSG 413. Nó tốc độ của nó là 9.000 vòng trên phút. Và cái chuẩn Mỹ này nó có khóa nè ha. Mở khóa ha anh em ha. Rồi, thì nó là hở không chổi than và nó có chống giật luôn. Đấy, nó ngắt nha anh em. Đây, em này nó sản xuất tại Mexico. Gửi đến anh em xem luôn. Toàn thở luôn. Đây, rồi, ok. Tùng sẽ gửi đến anh em cái máy mài ha. Cò bóp nha anh em. Cốt lớn này. Cái này cũng khá là đẹp. Rồi, những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Tùng sẽ ship toàn quốc cho anh em.